Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục về game ET2 bạn. Thì hôm nay mình sẽ chạy con Hakomui Home đời 2016 với nhà xe Phương Trang các bạn. Thì cái nhà xe này đi tuyến bến xe miền Tây, xe Cà Mau các bạn. Đó. Thì mình đang đứng ở cái mục chạm dừng chân các bạn. Cái chạm dừng chân này rất là nhỏ các bạn. Đây. Thì kế bên mình là hai chiếc xe khách đang đậu để dừng nghỉ các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chạy cái map EBR Razin các bạn. Cái map này là cái map hoàn toàn mới luôn. Cái map này hình như lâu lắm rồi mình chưa có chơi. Hình như hơn một năm hay mấy tháng rồi mình chưa chơi các bạn. Thì mình đang ở cái trạm dừng chân ở Edu Sakura các bạn. Mình sẽ đi tới cái bến xe buýt ở Itatim các bạn. Thì quãng đường cũng ngắn ngắn thôi các bạn. Khoảng 3 tiếng đồng hồ. Đó. Thì tới giờ cho hành khách lên xe nữa các bạn. Cách mình có để một shop ở chiếc cốp các bạn. Tất cả hành khách để đồ hết rồi các bạn. Thì mình sẽ đi thôi các bạn. Quên nghe cái nút mở cửa luôn. Rồi các bạn, giờ mình nghe ra thôi các bạn. Cái map này mình sẽ gửi trên group các bạn. Nếu các bạn nào không tải thì mình để group nhóm mình ở dưới phần mô tả các bạn, để cho các bạn tải map này. Map này hoàn toàn miễn phí luôn. Map này chơi được 1.47 nha các bạn. Và 1.48 sắp được update rồi các bạn. Map này cũng hồi trước á mà là cái map cũng rất là đường rất là ngắn các bạn. Thì bây giờ lên update mấy cái đoạn đường trên này nè các bạn. Đó. 1.47 1.48 chơi được nha các bạn. Sẽ ra cái rời khỏi cái chạm chân này các bạn. Mình ngược trái. Ủa có đi lộn đường không ta? Hay là mình ra chỗ này nhỉ? Quên nữa. Mình sẽ làm chuyến hành trình từ bến xe miền Tây đến xe Cà Mau luôn nha các bạn. Xe bên phải. Map này cũng khá là đẹp các bạn. Nhìn mấy cái cây giống như làng quê các bạn. Chà, có đoạn dốc kìa các bạn.
Để mình chỉnh cái động cơ nhỏ lại xíu các bạn, để cho các bạn nghe mình nói. Đó. Nội thất đây nè. Đó. Quá trời nhúng luôn. Chia làm đường hai len các bạn, bên kia một len kìa. Rồi bây giờ mình mới để ý luôn các bạn, qua bên kia chạm dừng chân lớn các bạn, cây xăng các bạn quá trời lớn luôn. Có cái đường nè mà các bạn giảm tốc nè, đó chia một len bên kia hai len ngược lại các bạn.
chắc mình lên tới đây nha mày. Thì đi tiếp cũng khá dài, khá ngắn các bạn. Tới Aguim nè, bến xe ở đây nè. Là cái đoạn này nữa nè. Lớn rồi, cái chạm xăng lớn rồi. Rộng quá chứ. Bị gì trong này nữa. Thank you.
dầu xay thì cũng khá là lớn rồi. Mình tưởng là đi đường tắt, mình ngờ là ra cái công ty. À, công ty nó làm đất rồi các bạn. Thank you.
vô cái chầm dừng chân này cái mình đậu giống vậy. Wow, chầm dừng chân này có bán độc quá rất là lớn các bạn. Ôi mình ra đường này nó hẹp vậy. Ôi dữ. Ok ạ. Kỳ đó. Mình đánh lái rộng mà muốn dướng cái cây xăng của người ta. Mình sẽ đậu kế cái xe đầu kéo này các bạn. Ok. Tới trạm dừng chân rồi bà con xuống xe để nghỉ ngơi các bạn. Thì video này mình sẽ kết thúc tại đây các bạn. Vừa rồi là chuyến hành trình từ bến xe miền Tây đến xe Cà Mau các bạn. Thì nếu các bạn thích video này thì like và đăng ký kênh giúp mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.